rắn hai chân, 10 ngón tại Nghệ An. Ông Lô Đức Nhã sống ở Bản Đôn, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An phát hiện một con rắn ở sân nhà mình. Ông đã dùng gậy đánh chết con rắn và chuẩn bị làm sạch để ngâm rượu thì phát hiện là nó có chân. Dưới gần đuôi con rắn có hai chân, mỗi chân có 5 ngón nhỏ, móng nhọn, như chân thành lành, lòng bàn chân có lớp nhám, màu vàng. 2. Rắn bốn chân ở An Giang. Anh Nguyễn Ngọc Huyền sống ở huyện Châu Thành, An Giang phát hiện con rắn bốn chân ở giữa nhà. Anh Huyền cho biết, con rắn này khá hiền và không cắn người. Con rắn dài khoảng 15cm, to cỡ chiếc đũa, đầu thon nhỏ, màu nâu đen và không có vảy. Bốn chân của nó có thể đi trên cạn hoặc bơi trong nước. Anh Huyền đã phải ra vườn bắt kiến cho nó ăn. Cứ thả kiến vào là con rắn tự động ăn ngay. Nó khá nhanh nhẹn, di chuyển liên tục. 3. Rắn bạch tạng xuất hiện tại Hà Nội. Với loài rắn, bạch tạng chỉ đơn giản là việc cơ thể bị thiếu đi sắc tố màu tối nên mới dẫn đến trường hợp bị bạch tạng như chú rắn quý hiếm này. Chú rắn bạch tạng xuất hiện tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chú rắn trắng này hiện đang thuộc sở hữu của một thanh niên trẻ tuổi ở Hà Nội. Ngoài việc có ngoại hình đặc biệt khác hẳn với đồng loại, chú rắn bạch tạng vẫn sinh hoạt như các chú rắn bình thường khác. 4. Rắn lạ có bốn chân ở Khánh Hòa. Anh Đinh Xuân Trường, 36 tuổi, trú tại thôn Hòn Ngê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa tình cờ phát hiện trong phòng khách nhà mình một con rắn con nhưng có bốn chân. Con rắn này có chiều dài khoảng 16-17cm, có vảy toàn thân. Bốn chân đều tiếp sát đất và mỗi chân đều có 5 ngón. Nó di chuyển khá nhanh kết hợp chân và động tác uốn toàn thân để trườn. 5. Rắn bốn chân ở Thanh Hóa. Người dân xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa xôn xao vì phát hiện một loại rắn có bốn chân. Con rắn này giống thành lằn nhưng lại di chuyển bằng cách trườn. Ngoài ra, thân mình con vật này tương đối dài, khác hẳn với loại thành lằn thông thường.